Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay gia đình cô Sáu lên tòa án, đi lên tòa án mà giống như là đi cái ngày hội cho cô chú anh chị. Thì hôm nay gửi đến cô chú anh chị và các bạn xem một đoạn video gia đình cô Sáu Hồng Phượng cùng lên tòa án ngày hôm nay, gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Vui thiệt. Một hai ba yeah. nhìn thấy mắc cười ghê. Quá trời quá đất. Lên tòa án mà vui như ngày hội, người nào cũng hứng khởi. Đó, vô ghê, khủng khiếp thiệt. Không hiểu nổi, quá trời quá đất. Gia đình khó khăn, vô gia cư, đi toàn là SH0, nóng lạnh thiệt chứ. Quá trời quá đất vui. Thì video gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đừng quên cho kênh xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ chia sẻ nha cô chú anh chị. Gia đình cô Sáu, Hồng Nhung, Hồng Loan, chồng Hồng Loan và có mặt sự góp mặt của chị Kim Thoa, vợ chú Bảy. Và những gương mặt thân quen thường ngày cũng có mặt. Chị tóc vàng vàng bóng quấn, chị gì đó, chị bán hủ tiếu quán phở gì đó cũng có. Video của mình đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cho kênh một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những video tiếp theo.